người mẹ mong yêu đã không ngừng mẹ bước đi trong con tôi. Qua những biến cố ấy, mẹ tỏ ra con người rất nhiều tính, bày mạng trước tổ tiên. Nơi Chúa Giêsu trao dâng chính mạng sống làm lễ vật dâng lên Chúa Trời, và cũng là nơi người thách chứng tình yêu lớn nhất dành cho nhân loại. Đức Chúa Kim Cố đã đứng tổ cùng của con chỉ bán trước mặt con. Mẹ chỉ im lặng nhìn con được đầu nhắm mắt. Mẹ vẫn đứng vững bên cạnh con yêu dấu. Mẹ đứng đó cho thích lặng thánh. Mẹ không ngã gục, không khóc lóc kêu gào đau đớn. Chúng ta hướng về đồi Ca Phê để nhớ lại lời chắc trói của đấng chịu đóng đinh. Hương bà, đây là con của bà. Bà, đây là mẹ của anh. Mẹ Maria đã thi hành lời chắc trói của con chí thánh. Đón nhận người môn đệ mà con yêu mến là con của mình. Đức Maria đã thực hiện như Chúa ấy bằng cách trở thành người mẹ hoàn hảo của tất cả các môn đệ Chúa Giêsu. Đồng thời mẹ cũng đón nhận nhân loại trong vòng tay từ mẫu, đặc biệt những người con xa lạ tình thương của Chúa. Chúng ta cũng noi gương người môn đệ Chúa yêu đón Đức Mẹ về nhà mình. Nghĩa là năng lui tới mái trường của mẹ là Đức Kitô và chấp nhận để cho mẹ đồng hành dạy chúng ta sống xứng đáng là con ngoan của Chúa. Chiều đến
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chặt chứa cõi lòng người mỏi.
dòng mến thánh giá cảm ơn chúng con. Chân thành cảm ơn quý ông bà, anh chị em đã cùng tôn vinh mẹ Maria trong giờ diễn nguyện vừa qua. Nguyện xin phúc lành của Chúa và tình yêu của mẹ ở cùng tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta thấy